xin chào mọi người nhé. Hiện tại mình đã có mặt tại huyện Yagarai mọi người. Hôm nay thì mình có kinh nghiệm đi tập huấn nên mình quay lại video chia sẻ với mọi người nhé. Thì rất là đẹp mọi người. Đây. Đá có suối đây. Đây mình đi một đoạn cho để các bạn xem nhá. Đây. Có suối đây. Đó. Đây chủ yếu là người dân trồng điều nha mọi người. Bên kia núi kìa. Xung quanh đây là núi nha. Đây. Bên kia thì anh em đang giải lao. Trong khi tập huấn thì mình có chia sẻ với mọi người một tí về phong cảnh đây nha. Suối đây chắc có lẽ rất là có nhiều cá nha mọi người. Đây. Có cá li ti đây. Cá tôm, cá tép đây. Đó. Đây chia sẻ với mọi người. Anh em nhớ xem video nhớ like để kênh ủng hộ mình nha. Đây như người dân ở đây không có đi bắt cá mấy nên cá có rất là nhiều. Đây. Đó rồi kìa. Hôm qua thì mấy đồng chí có qua bên kia có lấy đồ phong lan cho mọi người. Đấy. Chủ yếu ở đây thì rừng. Rừng phòng hộ của quân sự. Mà thì cũng với người dân luôn. Anh em bên kia thì đang giải lao. Đây. Đây có cục đá to mọi người. To chả bá luôn. Cục đá đây thì chắc phải 3-4 người ôm mới hết đây. Bây giờ mình sẽ vô cùng với anh em nhé. Thì mình mới bắt kiến vàng mọi người. Kiến vàng thì đang cắn này. Trong chờ giải lao thì anh em sẽ thưởng thức món ăn kiến vàng thử coi. Hả? Ờ, ăn vậy luôn nhé. Này có là cái chén, có chén đó đây. Tôi ăn thế đi. Quay kỷ niệm cho anh em chuyên đi Krai. Đây là đồng chí Lê Tấn Cường. Cùng đồng chí anh em thử ăn thử coi nó ta. Đúng này ta. Lúa làm sao không đây? Thèm chảy nước miếng à. Thử đi. Ăn đi. À chua lắc kìa. Bay rồi. Ăn cánh rồi. Trời ơi, lấy gì trả lời. Cương. Cương. Chua quá. Ớt thì muối có muối không? Cả muối ớt không? Ăn đồng chí Cường ơi. Chua quá. Ngon mà. Ngon. Cái này buổi trưa ăn thì thôi rồi. Một cái thao chậm nữa. Màu cái này hả? Cốt cái đúng với hàng là cốt. Đủ á. Mặt nó sóc. Không gói. Ăn mới ngon. Ăn này không bị. Ăn không? Các đồng chí nó mệt quá, người thì nằm bờ suối, nằm la nằm lết kìa. Đây, anh thông tin. Anh đi Cường, để quay lên YouTube làm kỷ niệm chứ. Đăng lên YouTube. Ngon không? Chua phải không? Má chua ghê lắm. Mời các bạn ăn nha. Đây, ăn đi. Kiến vàng. Ớt muối. Muối ớt. Mà ăn mà liếm cả tay luôn nè. Chua quá. Đổi chiều năm luôn đi.
làm à? Ăn đi. Làm đi. Ăn ngon vào. Rồi tiếp đi. Ăn xong tới về được ôm cái bụng nhá. Chua phải không? Muối rồi à? Muối rồi tao kiến không? Vậy nó mới chua đấy. Đổ thêm đi, đổ thêm muối đi. Mặn mặn chua đúng không? Ừ. Phải bón này lại bắt ra ăn. Đây gốc cây nhá mọi người. Đây gốc cây mát anh em già lao. Đổ thêm đi, đổ thêm đi. Ăn với cay cay chua nó mới ngon. Cay luôn, siêu cay. Mua là muối chắc này, không giả đâu. Học này học đó. Rồi giúp. Đấy, thử đi. Được chưa? Ngồi nào. Rồi, anh Trí Cường tiếp đi. Ngon không? Cay cay hả? Sau có súng nhá. Súng DK, DKZ 82mm. Tôi video hết tới đây nhá. Mọi người nhớ xem, like, subscribe cho mình, ủng hộ kênh mình nhá. Chào các bạn và hẹn gặp lại.